đi chơi với người yêu đừng chụp ảnh như thế này nhé. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Một vài tiếp chụp ảnh cho các cặp đôi. Cô gái đặt tay lên cổ bạn trai. Chàng trai ôm eo cúi đầu hôn bạn gái. Nếu cả hai ngượng ngùng trước ống kính, có thể cùng nhau tựa lan can nhìn nhau cười. Xoay ngang điện thoại. Chụp các bức ảnh như xoay đầu bạn gái, giúp cô ấy đeo vòng cổ hoặc nắm tay đi dạo, sau đó ghép chúng lại. Bạn gái ngồi dựa vào lan can, chàng trai giấu hộp quà ở sau lưng.